control số luôn. Cần chó nữa, cần chó nữa, cần chó nữa. Cứ cần chó đi, không cần như vậy nữa. Xong lên mấy anh em ơi. Ủa mà đảo Hiếu, có cây súng rồi Hiếu. Cây súng gì á? Chắc hổ cho này chừng nào ra nhỉ? Cho này á, 7 tháng 3, 7 tháng 3. 7 tháng 3 hả? Ừ, 7 tháng 3. Rồi, có lương, lúc đó có lương rồi. Mua, mua ao. Got one. Nice. That was fucking close. Bad guys in the area. Có hai ba đứa luôn nha. Ê, được, có hai ba đứa lần á. Cái thằng cầu hàng vàng nữa là phải. Anh đang chơi tay cầm. Ôi sao tự nhiên tao bị chuyển qua bên tao. Tao đang chuyển qua bên tay trái rồi nè. Ê sao tao chuyển, tao bị chuyển qua bên tay trái rồi mày. Là sao? Ý là cái con cái rồi. Chị làm, tao muốn nó bên tay trái đi, sao nhìn nó dễ không? Ê ê coi coi nè coi nè coi nè. Ê coi coi nè coi nè coi nè. À rồi ok. Đi go 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 go. Ông tao mình phải interrogate thằng này quá. Tra khảo camera đâu, camera đâu, ra đây tra khảo nè. Camera camera tra khảo nè. Ờ coi coi tra khảo nè. Nằm xuống mày. Coi tra khảo nè. Tại vì con ăn cái đằng kia còn một thằng nữa. Maru, where can I find him? You see him? That's what this is about. Sure thing. He's at Atoya Farm. Go on. Then you can see what we do to people who fuck with us. People like you. Gục luôn. Gục luôn. Rồi đi 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 đi. Man, we are ghosts, man. We are ghosts. Người lính này mày rảnh lắm thiếu. Lỡ đi mẹ luôn đi ba, mệt quá. Lãi không nội. Rồi. Medic để coi tôi up được cái gì. Stamina available. Chạy nhiều hơn mà không cần phải nghỉ. Tăng 20%. Up liền. No pain. Tăng khoảng thời gian một tăng thêm lượng đam mà kháng đam sau khi được revive. Ủa cũng ngon, nhưng mà phải có đồ ăn, up bằng đồ ăn. Rồi swap là phải up bằng revive. Ê mày không có chỗ, không có chỗ nào trống để đậu không? Tìm đi ông nội. Oh, AI teammate may increase speed of teammate revive. Ồ. Oh. Ra đi. Thiếu một điểm, tâm bị thiếu điểm rồi. Ê, đợi tao giết ba. Lẻo quá. Ê, mày có bị, cho lâu mày có bị đứng không nhỉ? Không, không, tao không bị đứng nhưng mà có, FPS nó còn không cao lắm. Ủa, có gì đây ta? Ê, có địch, có địch, có địch, có địch. That's a kill. Nhưng mà tao bị, có bị shot FPS mà. Ừ. Tao cứ tưởng chỗ này chỗ không người quá. Hay này. Tao thích cái nòng ngắm trong đây lắm nha. Chúng ta phải lấy cái intel. Có đồ nữa nè, tác supply luôn, tác supply luôn. Máu giáp gì nè. Ammo nè mấy đứa. Có skill boy nè mấy đứa. Skill boy nè. Lấy hết đi. Dùng hết. Đồ ăn nữa nè mấy đứa. Để nâng cấp skill,
Còn như này, investigate. Tra khảo rồi. Ở lộn má mốt tao chơi. Tra got a 20 in the garage where Pluto parks his sports car. Anh em, chúng ta đang có cái địch xung quanh, chúng ta phải dọn dẹp cái chỗ này trước khi chúng ta đi ra anh em ơi. Ok xong. Comes to à, một cái sốc ở đâu có. Lát lát tìm đi ba. Có mấy thanh niên qua đây. Sao mấy này tao đổi được tiên súng. Giờ kiếm deal để đi kiếm deal nè. Ok này nó canh khó quá, canh quá. Spot big big liền, big liền, big liền. Big liền. Thế nghĩa nên về với nó cộng cái gì? Nó cộng cái gì 2000 mấy điểm rồi vậy? Ê nghe đây nó cộng gì side mission gì nè, stop the convoy cộng tới 2500 điểm medic nè bà. Ơi ơi anh em. Cộng tới 2500 điểm medic lận. Đó thấy không, hay không. Tới nè. Nghe. Mấy bạn làm gì ở đây vậy? Bắn lộn dưới đây nè. Làm gì bắn lộn gì ghê vậy, đã vậy. Ê, anh chèo đâu mà anh bắn được luôn. Hiếu, lẹ đi Hiếu. Bỏ xe, bấm nút E, bỏ xe. Hiếu fail quá. Ôi, sao nó phát hiện anh được hay vậy? Bắn đi. Cái đó nó cứ phải lừa cái mẹ Hiếu đi. Bị lui về á. Nó giật cái nòng ngắm á bà, khó bắn quá bà. Bắn cái này, trúng được cái này được cái một cái kỳ tích á. Xuống xe, ơ lộn. Anh phải bật cái nòng ngắm lên bắn. Dính liền, một viên dính liền. Trời, đã bảo sniper là phải dính. Hiểu đâu. Ê, đừng chạy quá, quá chỗ này nguyên đám chết hết á. Quay lại ba, nãy anh chịu. Ừ, nó kè mẹ đi, giờ mình không chạy ra ngoài map được đâu, cái này là ngoài map rồi. Bên đây có cái này, có cái xe ở đây nè, có cái xe đó, spot rồi đó. Đi theo cái đường xa lá cây á, Nó chạy nó om vậy. Biết đâu còn chạy không ta? Ở trên anh nhìn trời tối giờ em nhìn thấy tối hùa quá. Thì trời tối nào chả chả thấy tối. Sai vậy. Tao cũng thấy xa. Có đứa đi đường tắt nè ba. Ê, có giờ tao chui ra ngoài làm sao mà tao chui vô trong được hay vậy? Ê làm sao giờ tao chui bấm control á. Control. Vậy đi. Control á, bấm control á. Tao vô rồi, cái này nhìn bao mà giống GTA luôn. Ê, coi chừng mấy cái nhà này có Lambo mà. Thấy xe không? Đây có xe. Ừ, thấy cái mấy cái icon xe gì đó. Tao vô tao check xe cái nhà coi, toàn xe thường đúng không quá. Có xe xịn không? Ê, có Intel rồi. Có Intel rồi, xuống đi mấy bạn. Có hình teo kìa, 174m gì kìa. Thôi nhưng mà tao thích cái xe của con bèo hơn qua. Xe hả? Xe hả? Mình bắn xe trước hay là sao? Xe gì, xe quái gì đủ, nó chạy mất tích luôn hả? Mất rồi ba, bỏ rồi ba. Major Intel nè. Thôi đẹp kệ mẹ Hiếu đi. Hiếu quan tâm Hiếu được. Đeo quan tâm Hiếu nè. Ủa giờ tụi bay tính đi đâu vậy? Có cái Major Intel ngay đây nè. Mission assist you join another player mission and can gain. Ơi để sao có được cái bấm được cái nút pro này nhỉ? Anh chơi tay cầm bấm nút lên nó ra ba. Drone đó hả? Nãy nó có chỉ em mà nút gì anh bên bà rồi. Em thử nút Z đi, nút Z đó. Số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10. Nhớ nữa hồi nãy anh chơi cái khúc mình chơi cái kia là hình như bấm nút Z hay sao á. Trời. Ở sao khúc này toàn FPS dữ ta. Mày còn nhiêu FPS? Sao tao thấy tao bị tụt ghê quá. Thu lại nó sao anh? Bấm cái nút đó lại luôn, bấm cái nút mà em thả nó ra.
looking at a small group of tangos. Các thầy đưa thêm một thằng nữa nè. Eyes on a small group of tangos. Spotting another tango. Tango on the roof. Tango on the roof. I'm looking at a small group of tangos. Còn ông thấy nào khác không ta? Đúng rồi, bé tà mất, nó sẽ quắt rồi. Có thằng này, hai thằng giám đốc nhà kìa. Đã hơi còn tù quét bé nữa chứ, thấy bé đâu. Hay là mình đi xử hai nóc nhà trước đi. Súng anh có spread luôn nè. Anh kiếm chỗ anh bắn đi. Ê, hình như thằng đó dân thường phải không? Mày này bắn, mấy này nó đi chung với nhau vậy. Ba thằng này ngồi chung với nhau luôn ơi. Giờ có lúc ba anh em mà ba anh em mình bắn cùng một lúc á thì mày ra. Giờ ba này nó ngồi chung á ba. Có cách nào đi lên trên đây không ta? Ê cái chỗ này vô được nè Bill. Sao công nhận. Ê cái chỗ này vô trong được nè. Lên nóc nhà bắn được nè. Ê có ai có cái súng ngắm không? Không. Thì nó có súng nhắm không? Anh có một cái à? Anh bắn đi. Ê Hiếu! Tao nãy nó bị lắc ba. Mày làm không có giống ghost gì hết Hiếu à? Mày phát hiện hết à? The lieutenant's trying to escape. Thôi ngồi xuống. Má cái đéo gì phát hiện hết trơn nè. Má công nhận ngắm bằng cái tay cầm khó ngắm thiệt chứ. Hết rồi. Sai trời. Đây đi, tao lấy chị thằng vô, tao lấy chị thằng vô. I'll fly. Lên Hiếu. Lỡ. Ủa sao không có lên được ha? Rồi ok. Ngồi chung cái gì? Spot địa điểm rồi ta. Vô story mission trước hay là sao? Sao cũng được. Ủa, ê vậy là mai mốt mà tao chơi cái ạc kia là ủa phải làm lại từ đầu hả? Ừ. Tao nghĩ vậy. Ờ cái máy bay này có hình như có súng hả ba? Không có súng. Ờ không. Nếu có là đáng bắn nãy giờ được rồi. Ê, thấy tao bật đèn không? Tắt đèn đi, đừng đi sự chú ý nha. Đèn là ghost mình nha. Ờ, quên. Má mày nhắc tao mới nhớ. Đồ, má tao lên 71 FPS xong rồi giờ tao đứng. Má nó chót đúng ghê. Ờ, giờ tao lên 60, rồi 59, 60 lại nè. Tự nhiên cái chỗ nãy nó cứ tù xuống hoài luôn ba. Ừ. Ê, mấy bạn rút drone ra coi đi ba. Rút tôn ra do hám đi xem có ai dưới không. Okay, this is the Unidad firebase. Quá Unidad là cái hù á. In contact with Urian Polito. We need the target alive. Anh đứng trong đây để mọi người coi. Mất sống hả? Giả vậy. Hiếu coi đi Hiếu. Coi chỗ đi Hiếu. Sao quá hả? Cao quá hay là sao? Cao quá. Coi chôn xem có ai đi, lát còn đột nhập vô đó ba. Tôi địch luôn vậy ba. Ôi ôi, hình như thấy tao mày ơi. Có thiền. Tao với mày kiếm chỗ đậu đi. Ôi, giờ nó mới thấy tao. Nó thấy rồi. Không, giờ nó chưa thấy đâu, tao chạy rồi nè. Hay là... Đáp xuống, nó đợi. Ờ, chắc đáp xuống đi mà. Để anh đáp sang cái bãi bên đây đi.
cốt này cốt nhỏ rồi. Cái này có thành chuyện này. Vô thám cái nhẹ tutorial. Tụi này rất là nguy hiểm và sẽ tấn công ngay khi mà nhìn thấy. Nếu mà tấn công tụi này sẽ tăng cái độ sao, nếu giống như binh cho ta năm vậy. Nếu mà sao nhiều nó gọi quân đội ra quất mình đi thôi. Đơn giản dễ hiểu ha. Chúng ta là gối xuống đó không để lại dấu vết, ok. Chúng ta là ba đứa nhưng mà chấp nguyên một cái đám này chúng ta chấp không nổi đâu. Cho nên mấy bạn bình tĩnh control nó đi. Làm giống như một người anh hùng thật sự nhé. Nhớ là bạn mà chỉ xài suppressor, ok. Control đi. Drone is airborne. Thả drone vô, shoot đâu. Tao chưa có drone bà ơi. Shoot đâu. Ủa sao mày không có drone? Thằng nào vô game chẳng có drone. Shoot đâu. Mày bấm nút Z cơ, thử coi hiểu. Xà quá. Má hẻ cái này là bị lộn ấy. Là sao? Hơi bị lộn là sao? Ý là tấn công chỗ lộn chỗ hả ba? Ê, hey, anh đi đâu tấn công ba? Tell me where. Nó kêu là story mission nè. Nhưng mà chắc là story... Nó kêu là mình phải tra khảo cái thằng Captain của Unidas rồi ba ha. Cap fucking tình. Có nghĩa là bây giờ là mình phải chạy vô mình tra khảo thằng đĩ đội trưởng trong cái đống này nè. Mà chúng ta chỉ có 3 thằng thôi. Ok. Chúng ta là ghost, chúng ta không có việc gì phải sợ, ok. Anh à, má chúng ta bình thường mà. Dạ bình thường. Giờ vô cầm cái súng lục bắn nguyên đống này còn đường mà lo gì. Vấn đề là chúng ta phải đi theo chiến thuật thôi ha. Control đi mấy đứa. Check hết những gì có thể check đi. Để bắn chứ mấy thằng. Mấy thằng lẻ tẻ. Mấy như thằng dây tháp nè. Ơi. Sniper up the tower. Có sniper, tụi nó sniper á. Không biết là bắn tụi này là một đứa là mấy đứa khác nó có phát hiện không nữa ta. That's one down. Hình như không. Hình như không. Nhắm thằng bên kia kìa. Ê. Đền nhắm thôi coi. Một đứa chết rồi. Tối quá không thấy mẹ vậy. Rồi dính. Dính rồi. Đủ. Tao có súng ngắm mà. Ủa thằng này nó di chuyển quá. Ủa lúc này tốt sao ta? Em thấy nó là được rồi. Không, cái là... Ê, hình như này nó có đạn rơi nữa. Hả? Con nào là sao nhỉ? Con nào là sao? Cái nút gọi đồng đội hả? À, đúng rồi. Đến coi anh cũng không biết bấm nút nào nữa. Con ao hả? Con ao là cái nút mà gọi đồng đội, hình như bấm nút tab hay sao á. Ờ, đúng rồi. Nghe không nha? Sao lúc nói lúc nghe. I got eyes on another one. There's another tango. Ôi chết mẹ, cái đèn nó thấy tao mày. Ghê vậy, cái đèn nó thấy tao quá. Ghê vậy. Nó gọi điện không mày ơi. Chết mà, nó biết chúng ta ở đây rồi. I got eyes on a weapons case. Estamos dentro. A todas las unidades, comiencen el ataque. Thế mẹ, tự nhiên tao để bị phát hiện nhảm địch gì trời. Shit, they're headed this way. What should we do? What should we do? Chúng ta đừng xoắn, ok. Không sao, lỗi của anh. Anh sẽ fix lỗi này, đừng lo. Miễn là chúng ta đừng xoắn là được rồi. Ở trong cái phòng này có ai không? Chúng ta chỉ cần tìm thằng cấp tình đó. À, có hình gì trong này nữa. Power generator. Nghĩ là nó giống cái chồng mafia lát hội gọi cái gì ta. Gọi reinforcement tới mới được tục của ba.
Thí nghĩ này nên đi chậm chậm. Thằng đây là thằng ở đây là nghĩa. À rồi anh thấy rồi, thấy rồi. Mém nó spot được anh rồi. Thấy vậy. Hiếu xử đi Hiếu. Ơi, cái của tao bị lắc thôi. Mày chạy qua nó rồi nè. Lần nào mới có chết mẹ rồi. Cock holster. Đó tao nói rồi, cái thằng đó. Rồi Hiếu gục rồi. Chết mẹ đi, cứu con Hiếu rồi. Hiếu lẹ. Ủa mày vô đường nào hay vậy Hiếu? Quá hơi căng đó Hiếu. Chết. Rồi quá ai trong đó vậy? Vô con bé chết luôn. Quá hai bé lẹ. Này là nghĩa. Từ từ anh đang coi John. Mày thấy anh luôn rồi nè. Ê nó kêu xe tới nè. Nhưng mà phải heal cái đã. Ủa chích thuốc cái kiểu nè thấy không. Bình tĩnh bình tĩnh. Ờ em cứu Hiếu đi anh canh cho anh canh cho anh canh cho. Rồi một thằng chết. Còn một thằng nữa còn một thằng nữa. Không nó không thấy mình, nó không thấy mình, nó không thấy mình. Thanks man. We're a ghost man. Chắc em lượm được hay gì á, nãy em cứ vô mấy cái chỗ mà nó có súng á, nó cho em súng á. Tắt cái bầu gì nè. Hiếu lẹ quá. Tụt vãi. Deactivate, bùm. Nó. Go go go. Hình như còn cái bên kia nữa rồi, build stay 2 chỉ bên. Ơi. Ôi giời, nó kéo ba thằng luôn đó ba, đằng sau lưng kìa. Nói vậy nó chớp 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 một tiếng rồi, sau lưng quá trời luôn. Không sao, không sao. Ê, trong này có không nè mấy cưng. Đâu, đâu, đâu. Nè. Nó đang tới chỗ mình rồi ba. Mình không quan tâm đi lấy súng đi rồi tính. Vấn đề là đang chạy qua nè ba. Có đồ phải lấy chứ. Nguyên một kho luôn hả? Đây. Đây để em canh cho anh. Cho anh đạn không à? Sao cái tụi bay nói có lúc. Sao sao sao? Có scope mới nè. Em có scope mới nè. Cái tao nghe có lúc nghe được có lúc không nghe được. Đây em có scope mới nè ba. Quá trời scope luôn rồi ba. I've been wanting one of these. Nó cho anh cái scope gì BKAS gì. Có một cái. Mày này hình như nó không có vô, thôi kìa mình cứ làm nhiệm vụ mình trước đi. Tại nó đâu có vô đâu. Giờ làm sao lên trên đây ta? Chắc không phải có đường lên nhá. Ơi, ơi sao đông dữ vậy? Sao đông dữ vậy? Ơi ơi, sau lưng tao, sau lưng tao, sau lưng tao. Đông vãi lồn. Ê, đừng đi, đi lên tháp vậy anh. Ơi, đụng nó đông vãi. Nó chạy vô trong, nó chạy vô trong rồi, nó chạy vô trong rồi. Ngay ngay hướng trước mặt anh nè, à, hai thằng luôn. Ê, ê, ngay anh hai thằng luôn rồi, bèo, 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 bèo. Sao nhỉ? That's a kill. Ơi, ơi, nó phát hiện anh rồi, nó phát hiện anh rồi. Ngay chỗ anh hai ba thằng luôn rồi. Rồi, thank you, thank you, thank you. Nó gọi gì vậy? Nó gọi mày bú cô tôi đi đó. Em dịch là mày bú cô tôi đi đó. Tango down. Tango down, tango down man. Ủa mấy này dám cái trâu mình được bắn bao cũng phát bao cũng gì mới chết luôn. Rồi chết 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 rồi chết rồi. Có đồ ăn hay sao? Ngay chỗ này như có đồ ăn nè, em lấy đồ ăn em nâng cấp stamina cái kiểu được á. 7 skill available. Trên em lên tháp đi, em lên tháp đi, nếu mà lấy được cái gì lấy luôn đi. Nhớ kêu là bị tra khảo thằng cấp tình mà nãy giờ không thấy thằng cấp tình, thấy bên đâu. Đây. Đây em lên tháp rồi nè. Ủa mà thằng cấp tỉnh nằm đâu lên tháp chỗ cấp tỉnh à. Này 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 thấy rồi. Nó ở trên nè.
Đạn quá trời luôn, hiếu cái trò này cứ đi hồi là có đạn. Thôi đi tra khảo rồi, tra khảo camera, tra khảo. Ê, có nữa bên ngoài Another pair of sick fucks like Yuri and Polito. One day that might be you hanging from their ceiling. You can't trust them. It would be a relief if I took them out. Còn nó cầm súng máy luôn ba. Vãi cái đấy. Cứ hỏi đi anh canh thằng này. So call them back to Itaqua. Tell them you got a package ready. Ồ, vãi cái đấy. Oye, Polito. Oye, Polito. I'm ready for delivery. Nhanh nghe không? Borrego. Có bà thằng, ở dưới chân. Beo nhìn nữ tính, cái tướng Beo mà. Lúc mà cha Hảo đàn ông nhìn nó đảo, nhìn nó chua teo. Phụ nữ thật là biết cách làm việc của họ. Dễ thương vậy. Dễ thương vậy. Hoàng dưới. Bắn xuyên qua được mà, giống Rainbow Six. Ủa nó băng rác quá. Đông hài trong nhà hết á. Công nhận đúng thiệt, bắn xuyên qua được các bạn, bắn xuyên qua được hết luôn á. Có đứa đi xuống nhà nè. Ê Bèo, bắn xuyên qua cửa cửa kính cái kiểu luôn. Con chuột của em á, lúc mà nhắm á, nó có bị giật không? Sao của anh lúc nhắm nó giật quá à? Ai cũng vậy hết ba. Đợi là chúng ta phải ra khỏi chỗ này nè ba. Ok, để em đi lấy đồ cho. Cái gì nè, biết lấy ở đâu rồi. Tango near the camp entrance. That's a kill. Trời má, mấy thằng này nó đội mũ mà kính mũ chống đạn á ba. Ăn hai. Ok. Nó ăn hai viên hay sniper nó mới chết. Và cái đá mà ngay đầu nha ba. Anh thấy cái trò này nó cũng đâu có giống. Nghĩa có xe này nhỉ. Đâu, là bồ. Ơi, xe này có súng ba đúng rồi. Ê, hay là em lái đi anh bắn nha. Ô đã vậy. Đã vậy. Ngon. Nghĩa lên nghĩa. Ô, chết mẹ, người Bell kêu rồi. Ê, Bell kêu lên. Bell lên. Lên. Một nhiên cái đồ. Trời, anh chỉ vừa mới đi đái một cái là nguyên đám chết hết là thấy đéo nè. Má, cái xe tự nhiên quay lại thấy nguyên cái xe nổ đùng luôn anh. Anh sắn anh chạy ra. Mà trong khi anh đéo chết, anh thấy cũng hơi lạ. Cause